Ui trời ơi. Bị sứt nhờ. Thôi không sao đâu, chắc là không sao đâu. Chắc thả bạn ấy về nước, bạn ấy sẽ khỏe ngay em ạ. Em thử xem nào. Đúng không? Chân mình có khỏe. Em xem bạn ấy khỏe chưa. Bạn cá này kỳ diệu nhá. Bạn ấy đâu khỏe rồi đấy. Bạn ấy chạy nhanh quá. Đi học về là đi học về. Còn đôi mà em. Hôm nay thế nào? Hôm nay đi học làm bài có được điểm 10 nào không? Có. Không. Chị hôm nay được điểm 10 đấy. Su. Su nhìn kìa. Wow. Ôi, sao hôm nay lại có chú cá? Lạ thế nhở? Đúng rồi, kia là cái hồ. Nên chắc cá nhảy lên bờ rồi. Không biết bạn ấy có bị thua không Su? Không. Chị thử bế xem nào. Bạn cáo của em đang nhìn bạn ấy đây này. Ôi, bạn cá bị quặt ra rồi này. Chị em mình mang ra kia chăm sóc cho bạn ấy một lúc đi. Em bế hả? Em bế cẩn thận nhé, thì đưa chị cầm chó cho. Rồi, không biết bạn ấy có bị làm sao không? Đi đang lay mắt. Ôi, nhầm đường à? Hôm nay lại nhầm đường về nhà. Không biết bạn ấy có bị làm sao không em nhỉ? Chị nhìn bạn ấy có vẻ đau đau rồi đúng không em? Bạn ấy có đau không? Đau. Đúng rồi, bạn ấy bị sứt một tí đấy. Chị em mình ra kia xem bạn ấy có bị làm sao không nhé. May hôm nay bạn ấy gặp hai chị em mình ấy. Không à, không gặp được hai chị em mình à. Mà cứ nằm ở đấy thì chết hết nhỉ. Thôi, hai chị em mình ngồi đây đi. Em ngồi đây, chị ngồi bên này. Quay chân vào. Để chúng mình khám cho bạn đi xem bạn ấy bị làm sao nhỉ. Đưa chị xem nào, qua đây. Qua đây với chị. Chị xem. Wow, nhưng mà bạn cá này công nhận đẹp đúng không? Ôi, chiếc mỏ của bạn ấy xinh chưa, giống mỏ rút thế. Ui, giống nhau ít xì luôn. Nhờ. Bỏ xem đứa nào cong hơn. Ui trời. Ôi, cá có làm sao không? Ui trời ơi. Bị sứt nhờ. Thôi không sao đâu, chắc là không sao đâu. Chốc thả bạn ấy về nước, bạn ấy sẽ khỏe ngay em ạ. Em thử xem nào. Đúng không? Chân mình có khỏe. Em xem bạn ấy khỏe chưa. Bạn cá này kỳ diệu nhá. Bạn ấy đâu khỏe rồi đấy. Bạn ấy chạy nhanh quá. Bạn đi về phía anh quay á. Đúng rồi, bạn đi về phía anh quay đấy. Siêu nhân của chúng ta đã bị say. Nào đi xuống đây chúng mình chơi với bạn ấy tí. Ra đây. Nào xuống xuống quay đi xem bạn ấy chào ai. Ra đây. Bạn ấy cứ đi theo Su thôi. Su bảo này người cá đuổi theo rồi. Bạn cá thích Su ở đây nhờ. Ngay Su mang gọi cá này về nuôi không? Không, nhưng phải trả cá chứ. Đúng rồi, cá thì phải về với sông với nước chứ bạn ấy sẽ vui hơn. Bạn ấy chỉ chơi với chúng ta một lúc thôi. Đẻo đi. Nó đây, này, đây với chị, này. Theo chị rồi. Su thử bó xem bạn ấy có theo Su không? Bạn theo Su rồi. Bạn ấy thích Su hơn thích chị rồi. Này. Bạn ấy đáng yêu rồi, sao nhỉ? Bạn ấy thích, wow, Su rồi. Bạn ấy thích Su rồi. Thôi Su ơi, mình chơi thế thôi. Mình thả bạn ấy về lúc đi, không bạn ấy ở trên này lâu á. Chị sợ là bạn ấy sẽ bị ốm đấy. Nhá. Ở đây đúng rồi, chúng ta đang ở chỗ hồ thôi, chúng mình ra hồ thả đi. Cá ơi, để chị thả cho không, em không thả được. Cá ơi, cá về với nước nhá. Đấy, đây là nhà của em đây này. Về nhá. Thì phải đưa em về chứ. Về nhá cá nhá, tạm biệt cá. Ôi bạn cá về rồi, tạm biệt nhá cá nhá. Từ giờ chị em mình đi học về. Ra đây mang ít thức ăn cho bạn đi ăn nhá. Không bạn ấy ở đây mà. Có bánh mì đấy. Mua lần sau mang bánh mì nhá. Thôi bây giờ đi về đi. Về nhanh đi. Bye bye. Về nhanh đi không mẹ đợi đấy. Chị em mình hôm nay chơi hơi lâu rồi. Đi học về cứ lại.
Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại.